ui đào mà rồi ăn con chung ui đào lên đi chung ấy cái ớt con mà mới nhận ra gì vậy chấm rít xuống này đào kia số smart cũng mà cần video thay mày đối nhà khách bạn đang hái đi cứ chưa vào page video để mình cả tạo slot cỡ đôi chia lần thốt chỉ chia ăn phòng này chẳng hái đôi nhóm slot bạn phải lo đòn chẳng cứ mấy mấy cứ ở đầm ra ở mơ video này thế ôn cua tại ôn đầm lâu từ chẳng anh với ai thôi ôn mình cả page này video này sập nè đại không phải dụ tại phần nào chẳng có mọi khác về lý do ta hiện tự tu sinh video lần thốt chụp mũi nhóm tại ác này u mà lại nè ác này dương chăm mơ tại ác này tham miên rừng ấy cả láng nó không lưu nắng mà phải chỉ miên đấy chung ấy cái ớt co mà mới nhận ác này nè chung ớt có ba chân mau bị lưu nắng nè ác này chung sao hai mà sống khăn chân mau sờ sờ mỏng một lần so sku một so chân nhom trái nè ác này nè lúc đại máu ơi co mà vậy vụp chôm sao hai mà tên món nè đại máu pi vậy bụp ớt co mau rồi ơi thọt ấy kế để anh ăn chắc á ớt co mau bẹ một bẹ ấy chắc á bà đâu mẹ con bán chi lan tam phơi nè ác này đừng sợ ai khác thế nè ác này ơi bình lan con chung ấy kế nè ác này là một lan con đang nụ ui đào mà rồi ăn con chung ui đào co sầm khăn máu lần chết lắm mấy nhá nhẹ men tên rồi nè ác này ui ấy kê che chồm bà phải chỉ con lư sờ lấy ấy nên ở kia à lỡ con cầm phong tại đá rồi tha sờ lấy đưa cô à vậy tao thắng cứ mau pì nè chẳng á ui ngặt mình tên này ở kia ngặt khang món á sầm khăn con hiên tư á này ở kia con ở mình khai tí nè mồm ấy thấy nè mơ lên tư chân rồi ư chung thế cái mau mới nhở ý thế cái là cái cục ấy mau đó chung là cái ớt câu mình chung ý rót chai rồi lên ớt co sờ sờ chân là cái mình rót nè đó kia ớt co chân mau rồi vậy mình nhá tại phải gì cái bẹ ấy phải cái bẹ một bẹ ấy chẳng á là bây thơ thọt video thạc màu gì chẳng thể đuôi mến mến tên ấy mình đang không vì đuôi phép bệnh này nó khá nìa lên đi chung ý khóm áo này nó khá nìa mình lên ớt co màu chẳng bị kì chọc rồi mình đang nhưng cái ta mến khá màu gì nì có mến khá màu này tại sao ấy mơ tớ được kì bẹ mục thơ khá màu gì chẳng thọt vô bì dù vô nẹ mơ chẳng đã bay bà lá kê mẹ khám áo như này nè bà dù mơ video mùi tiết bà chung là cái bông hà châu giấy khi nế này mình pi nẻ mấy nhá chung chung mới có châu tớ mình ơi chung ý bà thuyền máu khơi nó một thuyền đang bảo ơi ơi bà dù bó hai đàn ác nè toàn bàn dè nó chọc hóa chân nhà nó mau sọ sọ bảo bà thoát mấy nhà nó đi đang có trong hai vị ấy thế bà ui lượng ngực lộc món này ác đi ơi che thả hiên châu này vậy tao cuội khai như thế nè giống khơi máu prư sờ bò mong chung ui mở khơi chặt có này ác đi hay đang có ba đó gì vậy một lần so sku ý còn liệm mà sao ấy mới so mày xong sai liệm mà sao mina này đó kìa một lần so sku cho mớ nè 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 ta tới bảo kri kru kri kru kri kru tin thuyền kra khơi mà rồi chênh mà rồi nè nè tao ơi nè vụp nghĩa màu vậy vụp màu thứ ấy rồi kì một đôi tí tôi nè ác nè bàn tay sò một con sò vậy ta sò chứ nhóm chứ ngay một
សំខាន់អ្នកខ្លះគាត់មើលវីដេអូហើយគាត់ថាគាត់ខ្លាចមុខខ្ញុំគាត់មានខ្លាចខ្មោចក្នុងនេះណាសាហាវហ្មងមុខអាក្រក់ពេកអ្នកនរគ្នាអាយ៉ាបាទគេជិះឡានតាមផ្លូវក៏ឃើញបរោះម្នាក់ឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវចាំមើលស្រួលស្រួលខ្មោចលងគាត់ដឹងអ្នកនរគ្នាបាទម្នាក់ប្រុសហ្នឹងឈរនៅនឹងឯងនៅមុខផ្លូវផៃសុំឡានជិះអ្នកនរគ្នាជុំគេ zoom ឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាជុំអីភ្នែកគាត់អង្លៀនលៀនហ្នឹងមិញមែនមនុស្សទេចឹងហ៎ជុំណាគេហ្នឹងឈោអីនៅហ្នឹងចង់លោទឹកស្លាប់ខ្លួនមែនជុំអាហ្នឹងក៏មិនមនុស្សដែរមើលទៅបាទដែរមិនដឹងថាគាត់ជិះទៅគាត់ឃើញអីគេទេអ្នកនរគ្នានេះដូចជាតាចាស់តិចអ៊ំចាស់តិចមិនទេកំពុងតែកាន់ឈើច្រត់បាទអូដើមរោគាត់ប្រហើយដូចមិនមនុស្សទេអ្នកនរគ្នាមើលមើលសភាពគាត់អឺចូលមកហើយនេះអឺគាត់ថយប្រហើយគាត់ថយវិញអ្នកនរគ្នាដូចថាអីអ៊ំនឹងដើមរោគាត់នេះកាន់ឈើច្រត់ដើមមកអូយដើមរោគាត់ប្រហើយរត់ទៅរត់ទៅមិនដែលណាមនុស្សណានៅកណ្ដាលព្រៃចឹងឯងអ្នកនរគ្នាសំខាន់ដើរកាត់ខ្នល់ទៅយប់ចឹងយប់ជ្រៅនេះមើលទៅហើយគាត់មកនឹងថាអីអឺក៏រត់ហើយក៏រត់ហើយហើយមើលគួរខ្លាចអ្នកនរគ្នាមើលអាឡែងម្ដុំនេះគាត់ណាម្ដុំគួរអាគាត់ណាហើយមើលសភាពដើរអើយដើរចឹងចឹងណាគេមិនភ័យអ្នកនរគ្នាមើលចេញមកថាអីយកបាយដេកទៅចូលបាទគេជិះតាមផ្លូវគេក៏ឈូឃើញដូចស្មោស្ទងស្ទងនៅហ្នឹងគេទៅដែរយប់ឡើងអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តចេញមើលទេសភាពអីចឹងណាអ្នកនរគ្នានៅថាគាត់ធ្វើអីទេអើយឃើញអីរត់ហើយអ្នកនរគ្នាអ្នកណារត់តន់មិនតន់មិនដឹងទេបើថាប៉ះខ្ញុំអីខ្ញុំរត់ហើយមើលទៅមិនបាននៅថតនៅអីចឹងទេរត់សិនហើយបើមិនខ្មោចទេក៏ចោលដែរអ្នកនរគ្នាជុំនៅនឹងបរៅនោះនៅឈោនៅមុខផ្លូវនឹងបរៅគេជិះទៅមិនកើតបើគាត់នៅមុខនឹងហើយហ្នឹងអើយចាប់បាត់ហើយអ្នកនរគ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ